Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là một ngày đẹp trời sau Tết nha các bạn nha. Đấy, hoa lê, hoa mận nở trắng xóa cả một vùng trời kia các bạn này. Đấy, đây là một số những cái hình ảnh ở trên tôi đấy. Đó. À, ở trên tôi thì không trồng được những cái cây ăn quả khác ngoài ba cái loại cây mà tôi vừa nói, nó chính là cây lê, cây đào, cây mận đấy. Đến mùa thì tôi mời các bạn lên cho tôi thưởng thức. Đấy, và hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến tất cả các bạn một cái cây thuốc. Và cái cây thuốc này thì cái loại thuốc này thì chắc hẳn là đại đa số các bạn đều biết rồi đúng không ạ? Cái cây hôm nay tôi muốn nói chính là cái nấm ngoa cẩu này các bạn này. Đây. Đây các bạn có thể thấy là đây là cái loại nấm ngoa cẩu. Và nấm này là tận tôi đi lấy tận trên rừng sâu về nha các bạn nhé. Đây là công sức của 3 ngày. Đấy, công sức của 3 ngày tôi đi lên rừng lấy về, và sau 5 ngày nữa. Đấy, khi mà tôi lấy về rửa sạch đất cát, thái, phơi đến tận hôm nay là ngày thứ 5 thì nó được như này. Đấy. Tôi lấy được khoảng hơn 2 bao kia cơ. Nhưng mà thái mỏng, phơi khô nó chỉ được tầm này thôi các bạn ạ. Đấy. Và cái nấm này thì chắc chắn là rất là nhiều bạn, nhiều anh chị khi mà các bạn, các anh chị xem cái clip này thì chúng ta đều đã được biết đến cái cây nấm ngoa cẩu này rồi đúng không ạ? Cây nấm này thì nó có rất là nhiều những cái tên gọi khác nhau. Đây các bạn có thể thấy là đây là những cái củ này, củ nấm này, với lại cái này là cái gọi là thân nấm nhỉ. Nấm của nó như thế này này các bạn này. Và từ từ tôi sẽ nói về những cái công dụng của nó cho các bạn biết. Và nhiều người, nhiều anh chị ấy muốn biết là ở trên địa phương tôi dùng cái cây này để làm thuốc gì, chứ những cái bệnh gì thì lát nữa tôi sẽ nói cho bạn biết. Và đầu tiên tôi nói về cái tên gọi của cây nấm này này. Nấm này thì nó có nhiều tên gọi khác nhau đúng không ạ? Cái thứ nhất là nó có thể gọi là cái củ gió đất này, củ ngọt núi này, hoa đất này, cây không lá này, xà cô này, và đặc biệt là nó có một cái tên gọi là củ cu chó nha các bạn nhé. Và người địa phương ở trên tôi gọi cây cây nấm này là cây chù cài gản piêu. Đấy, gọi là chù cài gản piêu, tức là cái nấm này là nấm cu chó đó. Tại vì là nấm này nó giống như đây, cái bộ phận sinh dục của con chó đấy, nên là chúng tôi gọi nó như vậy. Và hôm nay cái nấm này thì tôi muốn nói với các bạn là nấm này là cái nấm loại tím nha các bạn nhé. Nấm loại vàng thì tôi không lấy, tại vì là lấy về gia đình mình dùng để ngâm rượu đấy, đãi khách các kiểu thì mình dùng cái loại nấm tím. Thật ra thì trong những cái sách nó không nói về những cái nghiên cứu là loại nấm tím hay nấm vàng nó tốt, nhưng mà theo kinh nghiệm dân gian thì anh em bảo nấm tím này khi mà mình ngâm rượu ấy và mình sắc nước uống thì nó thơm hơn cái loại nấm vàng kia rất là nhiều nhé các bạn nhé. Cho nên là tôi mới lấy cái này về. Rồi, không nói miên man liên thai liên thuyên dài dòng nữa. Đấy, tôi ở vùng đất Lai Châu, trên tôi thì nó rất là thích hợp để cho việc tạo ra sinh trưởng của những cái loại nấm như thế này, nấm ngoa cẩu đây các bạn. Đấy, hôm nay thì tôi muốn giới thiệu cho tất cả các bạn biết về một số những công dụng ở trên tôi ở địa phương tôi sử dụng nhé, và cũng như là một số những cái kinh nghiệm dân gian mà anh em ở dưới xuôi họ cũng dùng mà tôi tổng hợp vào để làm cái clip này. Thì
Cái nấm này thì ở trên địa phương chúng tôi ấy, dùng để chữa những cái bệnh xương khớp nhé các bạn, chữa những cái bệnh về xương khớp này, đấy là một cái. Cái thứ hai, có một số địa phương khác người giao ở một số địa phương khác họ có thể dùng cái cây này kết hợp với lại một số những cái cây thuốc khác để mà chữa cái bệnh trĩ nhé các bạn. Đó, có thể là các bạn không tin được, nhưng mà hôm trước tôi có đi qua một cái vùng đất của ở trên Phong Thổ, người giao trên Phong Thổ họ dùng cái cây này kết hợp với lại một số những cây rừng khác để chữa bệnh trĩ. Và cụ thể là những cây đấy như nào thì về sau tôi sẽ nói lần lượt, tôi nói cho các bạn biết. Đấy. Còn ngoài ra, ở trên tôi dùng cái cây này làm một cái cây bổ máu nha các bạn. Đấy, cái nấm ngọc cầu này chúng tôi để làm cái cây thuốc bổ máu và đặc biệt tốt cho chị em phụ nữ sau sinh. Khi mà chúng ta có chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì có thể mất rất là nhiều sức. Đấy, mất rất là nhiều máu. Cho nên là đòi hỏi là phải có những cái vị thuốc bổ như thế này để mà làm phục hồi sức khỏe cho chị em phụ nữ. Và một cái nữa, không chỉ riêng chị em phụ nữ sau sinh mà những cái trẻ em này hoặc là người già bị suy nhược cơ thể, chúng ta cũng có thể lấy cái cây này để mà làm thuốc, nó rất tuyệt vời. Khi mà làm thuốc bổ ấy thì các bạn lấy cái như này này, chúng ta có thể nghiền nhỏ nhé các bạn. Đấy, nghiền thật nhỏ, chúng ta xay đi, xay nhuyễn, xay nhỏ, xong chúng ta nấu cộng với lại gà này hoặc là cái chân giò này, chúng ta có thể nấu về ăn, nó rất là bổ nha các bạn. Đấy, đấy là kinh nghiệm ở trên tôi, có thể là địa phương khác các bạn không sử dụng thì tôi cũng không rõ, nhưng mà chúng tôi hay dùng cái cây nấm ngọc cầu này như thế. Đấy. Và ngoài ra thì cái cây thuốc này nó còn dùng để chữa cái bệnh nhức mỏi chân tay này các bạn này. Đấy, chữa nhức mỏi chân tay này. Và khi mà dùng thì chúng ta lấy một nắm khoảng tầm này thôi, lấy một nắm như này, chúng ta sắc uống các bạn, sắc đến khi nào mà nó hết chất của nó thì chúng ta bỏ cái này ra, chúng ta lấy một cái nắm khác chúng ta bỏ vào, cứ uống trong khoảng thời gian khoảng từ 15 đến 20 ngày. Đấy, uống 15 đến 20 ngày thì chúng ta sẽ, tức là nó gọi là một liệu trình đấy các bạn. Đấy, có thể là tôi thuyết trình nó sẽ không được 1122 cho lắm, và có thể tôi nói hơi dài dòng tại vì là tôi nói thì không có một cái kịch bản sẵn để tôi nói, tôi chỉ nói theo những cái mà tôi biết được. Đấy, nó những cái mà tôi hiểu, tôi biết được và kinh nghiệm của chúng tôi hay dùng, cho nên là nhiều bạn bảo là tôi nói dài dòng thì các bạn cũng cố gắng thật sự thông cảm, tại vì là tôi nói thì không có sách vở, không có kịch bản sẵn để tôi nói, cho nên là đôi khi là nói hơi dài dòng, cho nên vậy các bạn cố gắng thông cảm và hiểu cho tôi nhé. Và ngoài ra thì cái cây này nó còn có rất là nhiều tác dụng nhỉ, ví dụ như là nó bổ thận này, trắng dương, tăng cường sức khỏe cho đàn ông này, phụ nữ này, chúng ta cũng có thể nhá, không phải là chỉ riêng mỗi đàn ông thôi nhỉ. Đây là một cái thuốc bổ này, thuốc tăng cường sinh lực cho phái mạnh phái yếu, chúng ta cũng có thể sử dụng cái cây này. Đấy, đây các bạn có thể thấy rõ cái từng lát nấm ngọc cầu khô phơi sau khoảng thời gian 5 ngày thì nó sẽ được như này nè các bạn này. Đấy, và một số những cái mà ở trên những cái cuốn sách họ ghi đây là nấm ngọc cầu là có tác dụng là tăng cường sinh lý nam và nữ, chữa yếu sinh lý này, di mộng tinh này, xuất tinh sớm này, liệt dương này, và nó có thể tăng cường khả năng sinh sản này, đấy, chữa hậu sản này, phục hồi sức khỏe sau sinh và bồi dưỡng cơ thể bổ máu này, chứa nhức mỏi chân tay này, nó có rất là nhiều những công dụng khác nhau. Và một ngoài ra thì nó còn gọi là nhuận tràng này, tốt cho đường tiêu hóa này,
và các công dụng khác, nó cũng bồi bổ cơ thể rất tốt. Nếu mà anh chị nào mà chúng ta khi mà đi đâu đó lên rừng bắt gặp những cái nấm ngọc cẩu như này thì các bạn có thể lấy hái về tự làm, tự rửa sạch, phơi khô để các bạn dùng dần. Hoặc là đi đâu đó gặp bà con họ bán ấy, thì các bạn có thể là đi mua về rửa sạch, thái mỏng, phơi khô như tôi đang làm đây các bạn này. Đây tôi đang làm này. Và ngoài ra thì cây này có thể chúng ta dùng để mà ngâm rượu, nó cũng rất là tốt này các bạn này. Đấy, ngâm rượu thì chúng ta có thể ngâm tươi hoặc là ngâm khô. Ngâm tươi thì nó sẽ không ngon hơn, tại vì là mình ngâm tươi thì cái nước ở trong nấm nó sẽ ra làm nhạt cái rượu của chúng ta và nó có vị nhạt. Tôi thì hay ngâm nấm ngọc cẩu khô các bạn ạ. Nấm ngọc cẩu khô và nấm ngâm cái loại tím này. Khi khi mà ngâm xong nó cho một cái mùi vị nó chát chát đó, nhưng mà thơm thơm. Rồi, tôi chỉ giới thiệu như thế này thôi, giới thiệu sơ qua một chút về một số những cái công dụng mà tôi kinh nghiệm ở trên tôi hay dùng. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Nếu mà các bạn thấy cái clip này hữu ích thì vui lòng để lại cho tôi một like, đồng thời nhấn nút đăng ký và chia sẻ cái clip này cho nhiều người cùng xem. Và một cái nữa tôi mong các bạn thông cảm, trong quá trình thuyết trình thì tôi hơi lan man dài dòng một tí thì các bạn thông cảm, tại vì là nó không có cái bản sẵn. Tôi nói theo cái ý hiểu, theo kinh nghiệm, theo cách truyền đạt của tôi thôi. Cho nên là mong các bạn hết sức thông cảm và các bạn đừng quên đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Xin chào.